Đây là tiệm cạo râu đáng sợ nhất trong thành phố. Bước vào thì không thể sống sót đi ra. Khách bước vào cửa, chỉ nhìn thấy một người thợ tay nghề thành thạo, tay cầm con dao lướt nhẹ một cái, sau đó đạp bàn đạp dưới ghế, thi thể cứ vậy trượt xuống khu vực nhà bếp. Dưới lầu một tiệm bánh nhân thịt sực nức mùi thơm, mỗi ngày rất nhiều khách đều tới đây ăn bánh, nhưng tuyệt nhiên không ai biết công thức làm bánh của tiệm. Nói đến đây chắc bạn đã nghĩ ra nhân thịt là gì rồi chứ. Benjamin vốn là một chàng trai lương thiện, cả nhà sống bằng nghề cạo râu, vợ đẹp con ngoan, cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Nhưng tên thẩm phán sơ luôn háo sắc, cướp vợ và chiếm tiệm cắt tóc của Benjamin. Không những thế còn vu oan đẩy anh vào tù. May mà anh kiên cường mới có thể sống sót. Thù này không thể không báo. Hôm nay Benjamin quay lại thành phố sương mù, thề sẽ trả thù những kẻ đã làm hại gia đình anh. Sau khi tạm biệt người bạn đồng hành Anthony, Benjamin đi đến một tiệm bánh. Nhìn tình trạng vệ sinh của tiệm, anh đã biết tiệm này kinh doanh không ra gì rồi. Bà chủ tiệm vừa nhìn thấy anh đã gọi tên Benjamin, nhưng anh lắc đầu, Benjamin đã chết từ lâu rồi. Người bây giờ trở về đã thay tên đổi họ là Simitop. Từ chỗ bà chủ tiệm Simitop biết rằng, năm xưa khi vợ anh bị tên thẩm phán chiếm đoạt, cô đã uống thuốc độc tự vẫn chỉ để lại đứa con gái đáng thương. Levitt dẫn anh lên lầu, nơi từng là tiệm cạo râu của Benjamin, bây giờ đã cũ kỹ hoang tàn bụi phủ khắp nơi. Cô ta mở sàn gỗ dưới nền lấy ra một cái hộp, trong hộp là những con dao anh từng dùng. 15 năm rồi bộ dao cuối cùng cũng gặp lại chủ nhân. Bây giờ trong lòng anh chỉ nghĩ tới một chuyện, đó là trả thù. Phía khác, Anthony đang đi dạo trên phố, bất chợt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ. Cô gái cũng nhìn thấy anh, giọng hát của cô làm lay động lòng người. Anthony nhìn mãi cô gái, thậm chí đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con hai người là gì. Bà lão ăn mày nói với anh, cô gái đó là do Hannah, con gái nuôi của vị thẩm phán. Cô giống như là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Tình yêu của người trẻ tuổi luôn tràn đầy hy vọng, nhưng một giây sau Anthony đã thấy được sự đả kích của hiện thực. Sơ luôn phát hiện anh nhìn trộm cửa sổ, hắn mời anh vào nhà rồi đánh anh một trận. Anthony chỉ đành rời đi một cách thê thảm, nhưng trong lòng anh thề rằng nhất định sẽ có ngày mình dẫn do Hannah bỏ trốn. Cùng lúc này, một anh chàng bán dạo thuốc mọc tóc ở trên phố Sinitop đứng xem rồi cầm chai thuốc nói rằng vừa ngửi đã nghe mùi nước bím, và Lee rất tức giận. Anh muốn thách đấu với tôi sao? Luận về kỹ thuật cạo trong thành phố này, nếu tôi thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Sinitop chỉ cười nhẹ, dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người quyết định thi đấu xem kỹ thuật của ai tốt hơn. Người ta nói kẻ bất tài thường nói nhiều, và Lee mỗi lần cạo lại hát một câu ca ngợi tài năng của hắn. Hát xong hai câu mà bộ râu vẫn chưa cạo xong, còn Sinitop bên này đã cạo sạch sẽ và đang gấp dao lại. Trận đấu này Sinitop đã giành chiến thắng, nhờ vậy anh đã tạo dựng được tiếng tăm cho mình, có thể thuận lợi mở lại tiệm cạo râu. Nhưng trong lòng anh không chút vui mừng, anh chỉ muốn trả thù tên thẩm phán. Vị khách mở hàng chính là người đã so tài với anh trên phố. Hắn cực kỳ ngang ngược, ra dáng vẻ như muốn đập tan nơi này. Thì ra hắn đã biết Top là Benjamin nên muốn uy hiếp. Benjamin may danh ẩn tích thật không dễ dàng. Tôi sẽ giữ bí mật cho anh, miễn là thu nhập của anh chia cho tôi một nửa. Sinitop nghe xong ức không chịu được, anh nắm lấy chiếc ấm đánh vào đầu hắn. Ở dưới lầu, cậu bé giúp việc nghe tiếng động trên lầu, liền chạy lên xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng bước vào chỉ thấy Top đang nhàn nhã đứng rót trà. Cậu bé đứng dựa vào chiếc gương nói chuyện với Top. Top nhìn chiếc gương, một bàn tay còn chưa nhét vào trong, đó là bàn tay của Vali, nhưng hắn chưa chết. Khi đuổi được cậu bé đi, Top quyết tâm cầm chiếc dao cạo sắc đưa xuống, như vậy mới khiến hắn mãi mãi im lặng. Nhưng anh còn chưa kịp dọn dẹp thì dưới lầu tên thẩm phán đã tới. Kẻ đã chiếm vợ của Top khiến vợ anh phải uống thuốc tự vẫn. Hắn còn không tha cho cô con gái nuôi do Hannah, thậm chí còn muốn kết hôn với cô gái. Nhưng khi nhìn trong gương thấy lâu ngày chưa cạo râu, vì muốn chỉnh chu nên hắn tới tiệm của Top. Hay lắm, kẻ thú đã tìm tới tận cửa. Top mặc áo che vết máu dính trên tay áo, anh không giấu được niềm vui sướng trong lòng. Tên thẩm phán không chút phòng bị nằm lên ghế nhắm mắt, đang tận hưởng cảm giác vui sướng vì được cạo râu. Dao cạo của Top chuẩn bị đưa vào cổ hắn, đột nhiên Anthony xông vào. Sắc mặt tên thẩm phán đột nhiên thay đổi, hắn không ngờ Top lại quen anh chàng này. Tên thẩm phán nói sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù lại bị Anthony phá mất. Top vô cùng tức giận nên Anthony đành phải bỏ chạy. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là xác của Vali vẫn còn nằm trong gương. Levitt mở rèm cửa thấy tiệm bánh nướng đối diện làm ăn rất khấm khá, còn tiệm của cô ta thì chỉ dùng thịt mèo làm nhân. Đột nhiên Levitt nghĩ tới một cách, một con mèo chỉ có thể làm vài chiếc bánh, nhưng nếu là thịt người thì khỏi phải nghĩ rồi. Hai người bắt đầu bàn bạc kế hoạch kinh doanh. Top thiết kế chiếc ghế mới, khách tới cạo râu xong anh cho thêm nhát dao vào cổ họ, sau đó đạp bàn đạp ở dưới ghế, xác người sẽ rơi xuống tầng hầm. Nơi đó là bếp làm bánh nướng, bánh nướng nhân thịt người cũng ra đời từ đây. Tiệm này trước đó vắng khách, bây giờ khách tới nườm nượp, để tránh bị căn lộ, bọn họ chỉ chọn những người từ nơi khác tới để ra tay. Mọi người bị thu hút bởi mùi thơm của bánh nướng, hoàn toàn không biết bí mật của nguyên liệu. Chỉ có bà lão ăn mày nhìn thấy khói đen từ quán bánh bốc lên, luôn miệng nói quán bánh này không sạch sẽ. Nhưng vì bà là người ăn xin nên không ai nghe lời bà. Levitt còn mơ tưởng kết hôn với Top, cô ta tưởng tượng người đứng trong giáo đường, cùng nhau ngắm cảnh đẹp, trí tưởng tượng phong phú nhưng hiện thực lại gai góc.
bởi vì trong top chỉ có hai chữ báo thù. Phía khác, tên thẩm phán Sơ Lôn muốn kết hôn với con gái nuôi Johanna, nhưng Johanna thì đã yêu anh chàng nghèo Anthony rồi. Sơ Lôn tức giận liền giam cô vào trong nhà ngục, tận mắt nhìn thấy người yêu mình bị khổ ải. Anthony chỉ còn cách nhờ Todd giúp đỡ. Todd biết nhà giam thường lấy tóc tù nhân đem bán. Todd kiến nghị cậu giả dạng thành người thu mua tóc giả, để vào nhà tù cứu Johanna ra. Trong nhà ngục dơ bẩn, những người bị nhốt đều là người dân vô tội. Anthony tới khu giam giữ những người tóc vàng, thấy Johanna anh lập tức cứu thoát cô ra. Tên cai ngục còn chưa kịp phản ứng, các tù nhân khác đều xông lên lột da xẻ thịt tên này. Tiệm bánh nhờ bán bánh nhân thịt người, nên bà chủ kiếm tiền tính hàng tấn, nhưng cậu bé giúp việc hoàn toàn không biết gì. Trong mắt cậu, bà chủ là người có tấm lòng lương thiện, nhưng gần đây cậu phát hiện Todd có chút lạ kỳ. Những người đi vào tiệm cạo của ông đều không thấy đi ra. Cậu nhắc nhở bà chủ Todd có lẽ đang có bí mật gì đó. Lovett nghe xong liền thở dài. Lẽ nào cậu nhóc này đã phát hiện ra chuyện kinh doanh của bọn họ? Lovett dẫn cậu bé đi xuống tầng hầm, một nơi đầy mùi hôi thối. Trên sàn nhà là nước bẩn chuột và máu của những xác người. Bà chủ nói dối là dạy cậu làm bánh, nhưng lúc cậu ta rời đi thì âm thầm khóa cửa lại. Phía khác, dạo gần đây tên thẩm phán nhận được tố cáo, lò nướng của Lovett luôn bốc ra mùi hôi thối, gây khó chịu cho những người xung quanh. Thuộc hạ của tên thẩm phán là giam phò được cử đi điều tra. Tên này thường xuyên cậy thế ức hiếp người, không có chuyện ác nào hắn không dám làm. Todd ân cần mời hắn lên cạo râu. Lúc này ở dưới tầng hầm, cậu bé cầm một chiếc bánh nướng, cắn một miếng thì thấy có gì cứng cứng trong miệng. Cậu lấy ra xem thì là một đốt ngón tay. Trong nơi để nguyên liệu làm bánh đầy rẫy tay chân người. Khi còn chưa định thần lại, đã thấy sau lưng rơi xuống một xác chết. Cậu bé sợ hãi chạy ra nhưng phát hiện cửa bị khóa lại rồi. Tận mắt nhìn thấy cảnh giết người, xem chừng mạng của cậu không thể giữ lại được. Lovett và Todd đến dưới căn hầm, nhưng không thấy cậu bé đâu cả. Cũng chính lúc này, Anthony dẫn Johanna chạy đến chỗ Todd để lánh nạn. Anthony xuống dưới lầu tìm Todd, còn Johanna ở lại trong tiệm cạo. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng người, cô tưởng rằng tên thẩm phán phái người tới bắt. Trong lúc hoảng loạn, cô trốn vào chiếc giường bên cạnh, nhưng người tới không phải tên thẩm phán mà là bà lão ăn xin. Bà luôn cho rằng nơi đây chính là chỗ ác ma trú ngụ. Todd bước vào biết chuyện không thể để bại lộ, anh vung một đao ngang cổ rồi đạp bà ăn xin xuống. Chuyện vừa xong, tên thẩm phán cũng chạy tới nơi. Cơ hội đến, Todd nói đã tìm ra con gái nuôi của ngài rồi, nhưng nếu ngài muốn gặp cô ấy thì nên cạo râu trước đi. Sơ Lôn rất vui mừng bảo Todd hãy cạo râu cho hắn. Dưới bầu trời tối đen, con dao cạo bằng bạc tỏa ra ánh sáng thù hận. Todd cứ vậy dùng dao chọc tiết. Sau nhiều nhát dao thì tên thẩm phán Sơ Lôn cũng về chầu trời. Johanna ở trong chiếc gương đã thấy hết mọi chuyện. Todd cũng phát hiện ra cô liền tiến lại chiếc gương, ép Johanna phải ngồi lên ghế. Nhưng chưa kịp ra tay khi dưới lầu có tiếng hét lớn. Todd liền đi xuống dưới xem, hóa ra bà lão ăn xin vẫn còn sống. Lovett mở lò nướng ra định ném bà vào bên trong. Todd nhìn bà ăn xin càng nhìn càng thấy quen. Dưới bộ quần áo bẩn thỉu lộ ra mái tóc vàng óng. Đây không phải là vợ mình hay sao? Hóa ra Lovett biết người vợ chưa chết, nhưng vì cô ta yêu Todd nên nói dối rằng cô vợ chết rồi. Lovett khuyên Todd hãy quên hết thù hận, nhưng anh bây giờ đâu còn bình tĩnh được nữa. Anh nắm lấy Lovett rồi ném cô ta vào trong lò nướng. Todd ôm người vợ đã chết vào lòng, chỉ biết trách tạo hóa sao cứ thích trêu ngươi. Cậu bé giúp việc từ phía sau cũng nhặt con dao cạo, cắt cổ anh một nhát, thật đúng là lấy mạng trả mạng. Cậu bé bỏ đi để lại mình Todd từ từ đến chết. Một thế giới đầy tăm tối đã khiến con người trở thành cầm thú, trả thù rồi cũng chỉ nhận được cái chết y như vậy. Quy luật hoa quả trước sau gì cũng tới. Phim tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.